Mời quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa quý vị, như vậy hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2023 là ngày khai giảng khóa thiền tư niệm xứ lần thứ tư do sư Hạnh Tuệ tổ chức. Kính thưa quý vị, đó việc thực hành tư niệm xứ vốn dĩ là một việc không chỉ thuộc riêng cho các vị tu sĩ mà dành luôn cho cả những người cư sĩ tại gia. Bởi vì hạnh phúc và sự thực hành đi đến hạnh phúc không dành riêng cho bất cứ ai. Tất cả mọi người đều mong muốn để đạt được hạnh phúc. Muốn đạt được hạnh phúc thì chúng ta phải thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Với sự mong mỏi đó, sư đã tổ chức các khóa thiền tứ niệm xứ giúp cho quý vị có thể thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn nhằm đi đến con đường hạnh phúc. Ngày nay, từ tứ niệm xứ được sử dụng rất rộng rãi và rất nhiều nơi cũng gọi là thực hành tứ niệm xứ. Như vậy, việc hướng dẫn của sư có điều gì đặc biệt so với các phương pháp thực hành tứ niệm xứ mà quý vị nếu biết từ xưa tới giờ? Đó chính là chủ trương của sư khi hướng dẫn thực hành tứ niệm xứ, sư sẽ y cứ và bám sát nhất theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư chủ trương dạy đúng nguyên bản hồi xưa như thế nào, bây giờ như thế đó, không có thêm bớt, nhằm giới thiệu đến cho quý thiền sinh một phương pháp thực hành tứ niệm xứ nguyên thủy nhất, nguyên chất nhất có thể. Và thông qua phương pháp thực hành này, sư mong mỏi sau khi kết thúc khóa thiền, quý thiền sinh có được những kiến thức và phương pháp thực hành một cách đúng đắn. Rồi sau đó, quý vị có thể tự thực hành ở nhà hoặc tham gia các khóa nâng cao. Và để cho khóa tu đạt được những thành tựu tốt nhất cho quý vị, sư mới đề ra những nội quy bên cạnh sự hướng dẫn của sư. Những nội quy được đặt ra không nhằm mục đích làm khó quý vị, mà nhằm mục đích giúp cho quý vị thực hành một cách tốt hơn. Trong đó, điều đầu tiên là sư đề nghị cũng như yêu cầu tất cả quý thiền sinh phải thực hành giữ gìn bát quan trai giới. Bát quan trai giới là gì? Là tám giới, tám điều học mà chúng ta phải duy trì thực hành, bao gồm không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không nghe ca nhạc, thoa vật thơm trang điểm, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.
và đương nhiên là không uống rượu. Thì 8 điều học này đó, chúng ta cần phải duy trì và giữ gìn. Nhờ như vậy chúng ta mới có được nền tảng của giới hạnh. Thông qua nền tảng này chúng ta mới phát triển được các phương pháp cao thượng hơn. Tại sao mà đời sống cư sĩ chúng ta gặp rất nhiều vấn đề? Đó là bởi vì đời sống của chúng ta hưởng dục quá nhiều. Khi chúng ta hưởng dục nhiều, tâm của chúng ta sẽ trở nên yếu đuối. Và khi chúng ta không có được nền tảng của giới hạnh, tâm của chúng ta không có nơi an toàn. Chính vì như vậy, 8 giới đặt ra không phải là một sự trói buộc, mà đó chính là hàng rào, đó chính là nền tảng. Tất cả các thiện pháp đều nương nhờ vào giới hạnh. Quý vị tu thiền có thành tựu được hay không, nó tùy thuộc vào việc chúng ta có giữ giới được hay không. Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Điều thứ hai là chúng ta phải nỗ lực thực hành để ly dục. Trong suốt 7 ngày của khóa thiền, quý vị không còn dính dáng đến những dục lạc của thế gian. Khi chúng ta bước vào cổng chùa, những lo âu, những phiền muộn, những mong muốn, những suy tư, những mơ ước, những hoài bão đặt hết bên ngoài cổng chùa. Ở đây không còn có cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái. Ở đây chúng ta đặt gánh nặng qua một bên, chúng ta đặt những cái dục lạc thế gian qua một bên, đặt hết qua một bên. Nhờ ly dục chúng ta mới phát triển các pháp cao thượng được. Quý vị thấy đó, con chim sở dĩ nó bay cao là nhờ nó nhẹ. Người tu muốn đi lên thì cũng phải nhẹ người. Đời sống cư sĩ tại gia không cho phép quý vị ly dục. Thì ít nhất trong 7 ngày này chúng ta hãy thực hành làm người ly dục. Chúng ta không buông được một đời, nhưng ít nhất hãy buông trong 7 ngày này. Và chúng ta hãy thu thúc chúng ta lại trong hàng rào của giới hạnh. Chính bởi vì như thế, bên cạnh việc thực hành bát quan trai giới, việc thực hành ly dục, sư còn đòi hỏi quý vị hơi nhiều nhằm giúp cho quý vị thực hành một cách tốt hơn. Ví dụ như khi mà quý vị vào đây, ban tổ chức có cho quý vị đọc một sắp những cái nội quy, và bây giờ sư nhắc lại một vài điều cho quý vị nhớ. Thứ nhất là chúng ta không được sử dụng bất kỳ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích nào. Và trong suốt thời thiền á, tuyệt đối không tán gẫu, không nói chuyện với nhau. Ở trong khóa thiền thì sẽ có các vị giám thiền. Các vị giám thiền sẽ chịu trách nhiệm giám sát nhằm giúp cho chúng ta giữ gìn tịnh khẩu. Nhớ, tịnh khẩu ở đây không chỉ bao gồm thời gian chúng ta nghe pháp, hành thiền, mà bao gồm luôn cả thời gian nghỉ ngơi. Ở đây chúng ta không có khái niệm xả thiền, bởi vì xả thiền đồng nghĩa với phóng dật. Cho nên ngay cả thời gian chúng ta tắm rửa, nghỉ ngơi, ngủ trưa cho đến tối về nghỉ ngơi,
chúng ta vẫn phải giữ gìn tịnh khẩu và không được nói chuyện. Các vị giám thiền sẽ liên tục theo dõi để đảm bảo rằng chúng ta có thể giữ im lặng. Việc giữ im lặng không chỉ đơn giản là giúp cho chính mình, mà còn giúp chúng ta không làm phiền người khác. Các vị thực hành thiền là những người yêu thích sự im lặng. Và xin thưa, ở trong chú giải bài kinh Tứ Niệm Xứ có nói rất rõ, âm thanh là kẻ thù của thiền định. Âm thanh ở đây có nghĩa là sự tán gẫu, ca nhạc, những âm thanh đem đến sự phóng dật, nó chính là kẻ thù của thiền định. Cho nên chúng ta phải giữ gìn sự im lặng. Sư biết là quý vị ở đời quen rồi, cho nên mặc dù vào đây rất có lòng, sư tin là không có ai nghỉ 7 ngày không đi Phú Quốc chơi, không đi Nha Trang chơi, không đi chỗ này chỗ kia chơi, chui vô trong đây chỉ để nói chuyện. Sư không tin. Chui vô trong đây chỉ để nằm ngủ nướng thì sư không tin. Nhưng cái tánh phàm của mình nó vẫn còn, cho nên phiền não nó sẽ thôi thúc chúng ta nói chuyện. Càng phiền não càng muốn nói nhiều, càng nói nhiều càng phiền não. Chính bởi vì như vậy, các vị giám thiền sẽ giúp đỡ, hỗ trợ quý vị giữ gìn sự im lặng. Ban tổ chức có phát cho quý vị những cái số. Những cái số đó là số thứ tự của quý vị. Khi chúng ta ngồi ở chỗ nào, chúng ta dán ở chỗ đó. Chúng ta ngủ ở chỗ nào, chúng ta dán ở chỗ đó. Nó sẽ xác định vị trí của mình. Thì thông qua những vị trí này đó, chúng ta không có nhầm lẫn chỗ ở của nhau, chỗ ngồi của nhau. Và ban tổ chức có thể thông qua đó để biết rõ là hôm nay vị nào vắng mặt. Cho nên nếu như quý vị có nhu cầu thay đổi chỗ ngồi thì hãy báo cho ban tổ chức biết. Và để thuận tiện cho việc vệ sinh cũng như để đảm bảo vệ sinh chung, thì bộ đoàn tọa cụ của ai khi đứng dậy thì cầm theo. Khi quý vị về phòng, về cốc liêu, đem nó về chỗ ở của mình, không có ngồi lẫn lộn. Trong suốt thời gian quý vị tham dự khóa thiền thì bộ đoàn tọa cụ đó sẽ đi theo quý vị. Và khi chúng ta đứng dậy, chúng ta cầm lên. Như vậy đó, thiền đường lau dọn nó rất là dễ dàng. Thẻ đeo của quý vị có số thứ tự. Ở mặt sau á, thì vui lòng viết tên của mình lên. Một cái tên thôi, không cần đầy đủ họ tên đâu. Ví dụ như tên Thông, tên Duy, tên Trung chẳng hạn, viết lên. Để nếu như có kêu, có gọi thì nó cũng dễ. Và khi mà quý vị ăn uống thì ban tổ chức có thể dán một cái tấm sticker lên trên cái thẻ của mình, vui lòng không gỡ ra. Khi mà quý vị vào ở trong thiền đường thì quý vị sẽ được đăng ký vào đây, thì quý vị được phát một chai nước nhựa và một cái cốc. Thì ly nước, cái chai nước là để chúng ta đựng nước, và khi uống chúng ta rót vào trong cốc. Hạn chế tối đa việc đem các cốc bằng
kim loại, thí dụ như cốc giữ nhiệt chẳng hạn đó, đem mấy cốc kim loại hạn chế tối đa đem vào trong thiền đường, bởi vì việc đặt lên đặt xuống có thể phát ra tiếng ồn. Cho nên chỉ sử dụng chai nhựa và cốc tre thôi. Và để đảm bảo cho quý vị thực hành một cách thuần túy nhất, cái gọi thuần túy ở đây là gì? Đó chính là sự không pha tạp. Chủ trương hướng dẫn thiền của sư là hướng dẫn thuần túy nhất có thể theo lời dạy của Thế Tôn. Tại sao sư gọi là thuần túy nhất có thể? Bởi vì sư không có thần thông để có thể lắng nghe trực tiếp lời dạy của Thế Tôn, mà chỉ tham khảo, chỉ có thể tham khảo thông qua kinh tạng và chú giải do các vị thánh tăng truyền lại. Cho nên một cách khiêm tốn thì sư chỉ dám dùng từ là thuần túy nhất có thể. Mà muốn được như vậy thì nó không được phép pha tạp. Giống như bài kinh ví dụ tấm vải, một tấm vải mà muốn nhuộm được đẹp, nó không được phép pha tạp bất kỳ vết bẩn nào. Cũng vậy, phương pháp thực hành tứ niệm xứ một cách nguyên thủy, muốn giữ gìn nó nguyên thủy nhất thì nó không nên pha tạp bất kỳ một phương pháp nào khác. Cho nên trong suốt thời gian thực hành khóa thiền, hoan hỷ không pha tạp phương pháp hướng dẫn của sư với bất kỳ một phương pháp nào khác quý vị thực hành trước đó. Ví dụ như phòng xẹp, sư không hướng dẫn, sư không nói nó sai. Nhớ, sư không nói bất kỳ phương pháp nào là sai, nhưng sư không hướng dẫn thì hoan hỷ không pha tạp vào, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của quý vị, hoặc là bất kỳ một phương pháp thực hành nào khác, như là trì chú, như là niệm Phật. Hoan hỷ để qua một bên. Trong suốt khóa thiền, hãy trải nghiệm việc thực hành tứ niệm xứ một cách tinh túy, nguyên chất nhất có thể. Và cũng trên tinh thần đó, hoan hỷ trong suốt khóa thiền không đọc bất kỳ sách vở nào. Nó sẽ rất kẹt. Nếu như sư hướng dẫn quý vị mà bây giờ quý vị lại mở ra Tịnh Độ Tông Yếu Luận, hoặc Thiền Mahasi Tập Yếu, hoặc là 10 điều hướng dẫn của phương pháp ABCD, thì nó sẽ làm cho phương pháp thực hành của quý vị nó bị pha tạp. Nó sẽ dẫn đến việc không có thuần khiết nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của quý vị. Cho nên trong suốt thời gian thực hành, sư đề nghị là chúng ta dẹp hết sách vở qua một bên. Nói như vậy thì sư hướng dẫn sư dựa vào cái gì? Xin thưa, việc hướng dẫn của sư thứ nhất là dựa vào kinh tạng, cụ thể là bài kinh Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ. Cái thứ hai là sư dựa vào Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga. Thứ ba là sư dựa vào Vô Ngại Giải Đạo Patisamphida Magga. Sư dựa vào ba điều này, ba bài kinh này để sư hướng dẫn quý vị.
đã đủ căn cứ rồi. Nếu như quý vị có thắc mắc nào đó, có nghi ngờ nào đó, có một điều gì đó không rõ, hoặc nó chống trái với hiểu biết xưa giờ của mình, hãy mạnh dạn hỏi sư. Sư rất thoải mái trong vấn đề quý vị hỏi pháp. Những ai biết sư thì cũng thấy là cứ hỏi hết, hỏi trên trời dưới đất sư đều trả lời. Cho nên nếu như quý vị thấy là phương pháp hướng dẫn của sư có chỗ nào đó không hiểu, chỗ nào đó nó trái nghịch với phương pháp thực hành của mình hồi xưa tới giờ, chỗ nào đó mình thấy kỳ lạ, mạnh dạn hỏi sư, sư sẽ trả lời. Cho nên việc trình pháp và hướng dẫn thiền thì sư là người chịu trách nhiệm. Hoan hỷ không hướng dẫn thiền cho nhau, bởi vì sư là người chịu trách nhiệm trong khóa thiền này. Và trong suốt thời thiền thì sẽ có thời trình pháp. Trong thời trình pháp á, quý vị sẽ được đi đến gặp trực tiếp với sư. Sư hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, giải quyết các vấn đề một với một. Có vấn đề gì gặp riêng, cần gặp riêng sư thì đến gặp trực tiếp với sư. Ví dụ như ngồi thiền thấy những thứ kỳ lạ, thí dụ như ngồi thiền thấy ánh sáng, ngồi thiền thấy tiếng nói của chư thiên, ngồi thiền thấy bay bổng, ngồi thiền thấy mình đi cõi này cõi kia, tất cả các vấn đề có thể gặp riêng sư, sư sẽ hướng dẫn. Trách nhiệm của sư ở trong khóa thiền này là hướng dẫn quý vị, thậm chí là cầm tay từng người dẫn đi, để đảm bảo rằng quý vị thực hành một cách chính xác. Và nếu như quý vị có bất kỳ một phương pháp thực hành nào, bất kỳ một cái tài liệu nào muốn chia sẻ với người khác, vui lòng thông qua ban tổ chức. Bởi vì như sư nói, mục đích của sư là mong mỏi duy trì phương pháp thực hành thuần túy nhất. Nó sẽ tránh pha trộn bất kỳ phương pháp thực hành nào. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sư khư khư chấp thủ. Nếu như một phương pháp nào đó mà sư thấy rằng hay, hiệu quả, phù hợp với kinh và luật thì sư sẽ đồng ý. Bởi vì chúng ta ở trong chùa thì trong chùa đôi khi cũng có những người lạ ra vào không thuộc thiền sinh, không phải trong khóa thiền, hoặc là các vị ở trong chùa chẳng hạn, thì vui lòng không giao tiếp với người bên ngoài, và đặc biệt là không sử dụng điện thoại. Điện thoại của quý vị đã được thu giữ khi mới bắt đầu đăng ký, và chúng ta cần phải thành thật với chính mình. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì mặc dù đã có nhắc nhở, nhưng đôi khi vẫn có người đem hai cái điện thoại nộp một cái giấu một cái. Như vậy là tự quý vị làm hại chính mình. Sư nói thẳng là nếu mà mình xài lén mà xài khéo thì không ai biết, nhưng cái người mình làm hại nhất á, là chính mình chứ không ai chứ. Giống như bác sĩ khuyên bệnh nhân là không được ăn bánh ngọt,
mà mình cứ lén bác sĩ mình ăn thì bác sĩ đâu có biết. Nhưng cái người thiệt hại là chính bệnh nhân. Cho nên hãy thành thật với chính mình ha. Mỗi ngày sau giờ ăn sáng và sau giờ ăn trưa, quý vị hoan hỷ tự dọn dẹp và chia phần nhau ra để vệ sinh trú xứ. Việc vệ sinh trú xứ bao gồm chỗ ở của mình, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì sư không yêu cầu gì nhiều, mà mình đi nhà vệ sinh nào thì mình phải có trách nhiệm vệ sinh nhà vệ sinh đó. Rồi thiền đường, rồi khu vực sân mà mình đi thiền, mình đi tới đi lui, thì mỗi người một tay trong giờ ăn sáng xong hoặc là ăn trưa xong, mỗi người một tay một chút xíu là xong hết. Chứ còn mình đi tu thiền thì mình phải ráng nỗ lực để tự túc, chứ còn ban tổ chức thì không thể nào hầu hạ hết chúng ta trong tất cả các vấn đề được. Nói như vậy đó thì ban tổ chức lo quý vị cái gì? Thứ nhất là lo cho quý vị chỗ ở nè, thấy quạt không có thì sắm một mớ quạt cho quý vị nè. Rồi lo cho quý vị ăn. Với những ai chưa biết thì khóa thiền của sư là một trong số những khóa thiền mà được ăn gọi là VIP nhất. Rồi buổi chiều do giữ gìn bát quan trai giới thì quý vị sẽ không có ăn chiều, nhưng bù lại chúng ta có nước mía nè, nước ép trái, nước trái cây nè, rồi có sữa nè, rồi có mật ong nè, rồi có ngũ cốc nè, coi như là quý vị có đủ thứ nước hết trơn á trời. Cho nên á, ban tổ chức sẽ cố gắng cho quý vị đầy đủ nhất có thể. Sư chủ trương á, phục vụ thì cần phải giúp đỡ thiền sinh tất cả mọi mặt. Thiền sinh chỉ làm giùm hai chuyện. Một là giữ gìn kỷ luật, và hai là nỗ lực tu tập. Nhưng mà đương nhiên do số lượng ban tổ chức cũng có hạn thôi, cho nên một số việc chúng ta vẫn phải tự túc. Ăn thì đưa đồ ăn rồi, nhưng mà cái chuyện rửa chén thì mình phải tự rửa, đúng không? Đó. Rồi vệ sinh trú xứ cũng như vậy. Do chúng ta giữ gìn im lặng trong suốt khóa thiền, cho nên ngay cả việc đi đứng thì cũng không nên làm ồn. Sư lấy ví dụ cái chuyện giặt giũ đi, cũng cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải mình làm ào 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 rồi mình quăng sao, quăng thao, quăng chậu, quăng có khi cũng không tới mức quăng, nhưng mà mình để nó đùng 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 thì nó ồn ào. Thường ở chùa có hai khu là ồn nhất. Một là khu giặt giũ, hai là cái khu ăn uống. Thì chúng ta phải nỗ lực giữ gìn im lặng. Bởi vì như sư nói, âm thanh là kẻ thù của thiền định. Phải ráng giữ gìn im lặng. Sư nói ngay cả cái này mà cũng phải để cho sư nhắc, thì phải nói không biết nói cái gì, nhưng mà giờ sư không nhắc, ai nhắc? Là không giặt đồ ở trong toilet, giặt đồ ở bên ngoài. Bởi vì toilet chúng ta có hạn ha, tắm rửa xong thì ra bên ngoài giặt đồ. Và tất cả các cái tư trang, đồ dùng quý giá thì vui lòng mà không mang theo người. Quý vị có thể gửi cho ban tổ chức. Những vị thiền sinh khóa cũ á thì đến ban tổ chức để đăng ký trình pháp với sư từ 6 giờ rưỡi tới 9 giờ để sư xem
là thời gian qua đó quý vị thực hành như thế nào và có vấn đề gì hay không. Còn tất cả các vị thiền sinh thì thời gian trình pháp đã được ghi ở trong cái thời khóa, đó chính là từ 8 giờ sáng tới 9 giờ sáng, rồi từ 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Ngoài ra thì còn có thời trình pháp buổi tối. Thì ban hộ thiền sẽ dẫn quý vị đi trình pháp. Cho nên là vui lòng nếu như mà chúng ta có đăng ký trình pháp hoặc là chúng ta chưa trình pháp lần nào, thì khi đi kinh hành hãy đi ở cái chỗ mà ban tổ chức dễ tìm. Chứ còn quý vị mà chui rút kiếm trong hốc trong kẹt thì ban tổ chức cũng không biết đâu mà tìm. Nói về việc đi kinh hành thì nam sẽ đi ở mé ngoài này cho đến sát cái phạm vi là tới cái phía cốc của sư, cho đến sát cái tường rào của bên nam, bên dãy nam. Còn nữ thì trong khu vực còn lại. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi thiền ở khu vực bếp và khu vực sinh hoạt của chúng ở chùa ha. Đó. Và nhớ là tất cả thiền sinh dù mới hay cũ thì đều phải trình pháp. Việc trình pháp giúp cho sư biết được quý vị thực hành có chính xác hay không, có vấn đề hay là không. Các cái thắc mắc chung không liên quan đến kinh nghiệm hành thiền thì quý vị có thể ghi và đặt câu hỏi lên trên đây. Sư có giờ vấn đáp chung và sẽ trả lời tất cả câu hỏi của quý vị. Và thiền sinh nữ và thiền sinh nam khi sinh hoạt thì chúng ta tách biệt với nhau, bao gồm cả việc hành thiền lẫn nghỉ ngơi. Khi hành thiền thì thiền sinh nam thì không được phép đi lẫn qua khu vực thiền sinh nữ và ngược lại. Khi mà chúng ta vệ sinh hoặc là đến giờ nghỉ ngơi chỉ tịnh thì cũng tương tự như vậy. Bên ngoài hành lang hai bên có đồ uống dành cho nam và nữ riêng. Và sự lưu ý là cái bàn đồ uống chúng ta cũng phải giữ im lặng, không có chuyện mình vừa uống vừa nói chuyện với nhau, hoặc là mình vừa đứng mình pha nước mình vừa nói chuyện với nhau, thì điều đó là không được phép. Những vị lớn tuổi không thể ngồi dưới đất được, cần ngồi ghế thì liên hệ với ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ cho cung cấp ghế cho quý vị ngồi. Việc ngồi thiền không phải là cứ phải ngồi dưới đất thì chúng ta mới chịu hành thiền, mà ngay cả khi chúng ta ngồi ghế thì chúng ta vẫn hành thiền được. Nhưng đó dành cho những vị lớn tuổi và bị bệnh xương khớp. Và tất cả các vấn đề của quý vị thì vui lòng liên hệ ban tổ chức để được hỗ trợ. Ví dụ như nhức đầu, sổ mũi, thiếu khăn giấy, hoặc là cần xà bông, cái gì đó, bất kể cái gì, nhưng mà cũng vừa phải. Ví dụ như hôm nay khó ở quá cũng lên gặp ban tổ chức thì nó cũng hơi kỳ. Thì hầu hết các vấn đề thì quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức. Hoặc là trong việc sinh hoạt chung tập thể có vấn đề gì thì cũng có thể liên hệ ban tổ chức. Ví dụ như những vị đi lên đi xuống cầu thang mà đi nó mạnh bạo quá,
thì vị nào đi mạnh quá thì mình cũng lưu ý ha. Cái cầu thang hai bên nam nữ, nó cầu thang nó đôi khi mình đi nó phát ra cái tiếng kẽo kẹt, đi trên đó phải cẩn thận, không thôi mình có thể làm ồn, đặc biệt là buổi tối, tối mà mình đi lên đi xuống như vậy có thể là sẽ ảnh hưởng đến người khác. Và buổi sáng từ lúc 4 giờ tới 5 giờ rưỡi sáng, trong suốt thời gian khóa tu là thời gian chúng ta đi thiền. Vào thời gian này sư không cho phép ngồi thiền. Nhớ, sư không cho phép ngồi thiền mà bắt buộc phải đi thiền. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, người không đi thiền định không thể phát triển. Hơn nữa, ở trong Kinh Tạng, vào canh cuối của đêm, tức là vào giấc khoảng cỡ 3 giờ sáng cho tới 5 giờ rưỡi sáng, thì các vị tỷ kheo đều được mô tả là nỗ lực đi thiền. Chính vì lẽ đó, khoảng thời gian từ 4 giờ tới 5 giờ rưỡi sáng thì tất cả chúng ta đều phải đi thiền. Đó là thời đi thiền, không phải thời ngồi thiền. Nếu vị nào ngồi thì sẽ bị nhắc nhở. Quý vị sẽ nghe tiếng chuông, không phải tiếng chuông này mà cái tiếng kẽn hồi nãy quý vị nghe. Khi mà chúng ta nghe, vui lòng tập trung về ở trong thiền đường, hoặc là tập trung về chỗ nhà ăn, tùy vào thời điểm. Khóa thiền của chúng ta chỉ có 7 ngày thôi. Thời gian nó không có nhiều đâu, cho nên chúng ta hãy nỗ lực, tinh tấn và nghiêm túc thực hành để chúng ta có thể đem lại sự an lạc và lợi ích lớn nhất cho chính mình. Ở đây có một số cái mà quý vị lưu ý. Thứ nhất là chúng ta có cái bảng mặt trời mọc và mặt trời đứng bóng. Cái này có ý nghĩa gì? Thứ nhất là thời gian ở trong Phật giáo nó không giống như thời gian bây giờ chúng ta quy định. Một ngày bắt đầu được tính kể từ khi mặt trời mọc. Cho nên với những vị giữ gìn bát quan trai giới thì chúng ta có giới là không ăn sái giờ. Cái giới này được tính là khi mặt trời đứng bóng là chúng ta không ăn nữa. Mặt trời đứng bóng ở đây, ở Việt Nam mình nó dao động dữ lắm nha. Hiện tại bây giờ là 11 giờ 49 phút. Có nghĩa là khi chúng ta ăn, ngó đồng hồ mà tới 11 giờ 49 phút rồi là không được ăn nữa. Ai mà tưởng 12 giờ là lầm chết nha. Đương nhiên thời gian mặt trời đứng bóng nó sẽ thay đổi theo thời tiết, theo mùa ở trong năm. Và trong 7 ngày này thì mặt trời đứng bóng sẽ là 11 giờ 49 phút. Cho tới ngày 1 tháng 5 thì nó lùi lại 1 phút là còn 11 giờ 48 phút. Tới giờ đó là phải ngưng không ăn nữa. Và phải súc miệng, nhổ nước. Sư lấy ví dụ nha. 11 giờ 49 phút rồi, ngưng ăn rồi ha.
uống nước, xúc miệng, nuốt là dính. Tại vì đồ ăn còn trong miệng, xúc miệng là phải nhổ ra, và đó là bắt buộc để cho đồ ăn trong miệng mình nó không còn nữa. Và chúng ta sẽ phải nhịn ăn cho đến giờ mặt trời mọc là 5:35. À, về sau các ngày sau thì có thay đổi một tí là 5:34. Giờ đó mặt trời mọc mình mới được ăn. Chứ không phải tối mình thấy 4 giờ sáng rồi, 4:30 sáng rồi, 5 giờ rồi. Đó bụng quá lén lén ăn cái bánh, mình nghĩ không sao, dính. Nha. Giờ được tính là qua ngày mới là khi mặt trời mọc, chứ không phải là qua 12 giờ. Quý vị phải lưu ý điểm đó. Và đây cũng là thời điểm mà chúng ta thọ bát quan trai giới. Tức là thí dụ như ngày 1 tháng 5 cái giờ mặt trời mọc là 5:33, thì giờ đó chúng ta mới bắt đầu thọ bát quan trai giới, là bắt đầu một ngày. Chứ còn nếu như mà trước đó 5 giờ mà thọ bát quan trai giới là không được, nó còn thuộc về ngày cũ. Cho nên cái giờ mặt trời đứng bóng và giờ mặt trời mọc rất quan trọng đối với những vị tu sĩ ha. Xét về cái các thời gian ở trong khóa tu thì quý vị đi thiền và ngồi thiền nó sẽ có khoảng thời gian trình pháp, nhưng mà cái khoảng thời gian trình pháp đó đó là chỉ dành cho những vị ban tổ chức sẽ kêu tên và đứng riêng ra, còn những vị còn lại thì trong suốt thời gian đó vẫn tiếp tục đi thiền và ngồi thiền ha. Những vấn đề mà sư vừa phổ biến đến quý vị á, thì quý vị có cái thắc mắc nào hay không? Nếu có, quý vị có thể hỏi. Thí dụ như thấy một cái quy định gì đó của sư mà nó vô lý hoặc không thực hành được, cũng có thể nói sư rất cởi mở và lắng nghe. Và quý vị nhớ ha, là khi vào đây thì sư có phát một cái tờ giấy thì có hỏi về tình hình sức khỏe. Nếu như chúng ta có dùng thuốc gì, có bệnh gì thì cứ khai vào trong đó. Thì ban tổ chức sẽ căn cứ vào đó để sắp xếp điều kiện phù hợp nhất đối với quý vị. Nếu như quý vị không có thắc mắc gì thì chúng ta qua phần tiếp theo là phần hướng dẫn thiền. Ở trong lịch đó, sư chưa có sửa lại là hướng dẫn thiền tâm từ, nhưng mà kinh nghiệm các khóa tu hướng dẫn thiền thì sư thấy rằng có một phương pháp thực hành nó đem lại lợi ích rõ rệt hơn là việc thực hành thiền tâm từ. Đó chính là việc thực hành tưởng từ bỏ. Điều này được nhắc đến rất nhiều ở trong kinh tạng, nhưng mà ít được hướng dẫn. Quý vị có thể có nghe, nhưng mà hướng dẫn một cách cụ thể thực hành như thế nào thì ít. Bây giờ trước khi bắt đầu vào việc thực hành thiền, có một số điều cần lưu ý. Thứ nhất, để thực hành thiền được, chúng ta cần phải giữ giới. Đây là điều bắt buộc.
Cho nên một chút xíu nữa thì sau khi tụng kinh tối xong thì quý vị sẽ xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Cái thứ hai là chúng ta phải ly dục. Điều này thì nó cũng đương nhiên rồi. Cái thứ ba là chúng ta phải thu thúc các căn của mình. Thu thúc lại mắt, bớt nhìn những cái không cần thiết. Tai bớt nghe những cái không cần thiết. Mũi bớt ngửi những cái không cần thiết. Lưỡi bớt nếm những cái không cần thiết. Thân bớt xúc chạm những cái không cần thiết. Và ý bớt suy tư những cái không cần thiết. Chúng ta phải thu thúc các căn của mình lại. Khi nói đến việc hành thiền, chúng ta thường hay suy nghĩ đến tư thế ngồi thiền. Khi ngồi thiền, quý vị có thể ngồi dưới đất cũng được, trên ghế cũng được, ngồi có cái gối lót ngồi cũng được, mà không có gối lót ngồi cũng được. Ngồi trên cái bồ đoàn cho nó êm ái cũng được, mà không có cũng được. Hãy chọn một cái tư thế ngồi cho thoải mái. Nếu như mà ngồi ở trong đây quý vị thấy nóng, có thể ngồi ở ngoài hàng hiên hoặc ngồi dưới gốc cây vẫn được. Không bắt buộc chúng ta phải ngồi ở trong đây. Tuy nhiên chúng ta nếu có ngồi ở ngoài cũng phải ngồi ở cái chỗ nào đó cho nó thuận tiện. Chứ tránh, đặc biệt là tránh ngồi ở những nơi bất tiện, như là ngồi ở khu vực nam ngồi khu vực nữ, nữ ngồi khu vực nam, hoặc ngồi ở trong cái khu vực nhà ở. Nhớ nha, khu vực nhà ở vui lòng không đi thiền và ngồi thiền ở trong đó trong giờ hành thiền chung. Khi về rồi đó, về cốc, quý vị có thể ngồi thiền ở trong cốc không sao cả. Nhưng trong thời gian hành thiền chung thì phải ra ngoài. Khi ngồi, chúng ta ngồi với lưng thẳng, với hai bắp vế xếp lại với nhau. Hai bắp vế xếp lại với nhau có nghĩa là chúng ta có ba thế ngồi. Một là ngồi kiết già, tức là xếp hai bàn chân để lên trên. Hai là ngồi bán già, tức là một bàn chân để ở bên trên bắp đùi, một bàn chân để ở bên dưới. Hoặc ngồi chân trong chân ngoài thì đều được cả. Việc quý vị chứng đắc hay không, không phụ thuộc vào việc quý vị ngồi ở tư thế nào trong ba tư thế này. Kiết già cũng chứng đắc, bán già cũng chứng đắc, chân trong chân ngoài cũng chứng đắc. Đặc biệt người nữ không được khuyến khích ngồi kiết già, bởi vì trong Lục Tạng Tỳ Kheo Ni, Đức Thế Tôn nghiêm cấm vị tỳ kheo ni ngồi kiết già. Nếu như có bệnh không ngồi kiết già được thì không thoải mái, thì Thế Tôn cho phép ngồi bán già, tức là dù bệnh cũng không được ngồi kiết già. Mà tỳ kheo ni thì cũng giống như mình thôi. Đó là bởi vì ở trong tạng luật có nói rằng cấu tạo sinh lý của người nữ khi ngồi kiết già thì ái dục dễ sanh. Mà để tránh cho tham dục dễ sanh thì không nên ngồi kiết già.
Thì đây là một lời đề nghị. Còn nam thì có thể ngồi kiết già bình thường, không vấn đề gì hết. Nhớ, khi ngồi thì điều quan trọng nhất là chúng ta điều tâm của mình, chứ không phải lo ngồi để kìm cái thân. Chúng ta ngồi á, mà thân của chúng ta ngồi, chúng ta cố, chúng ta gồng đấu tranh với cơn đau, mà tâm của chúng ta đó buông lung phóng dật, rơi mất khỏi đề mục thiền, điều đó không được khuyến khích. Ở đây quý vị có ngồi 4 tiếng đồng hồ sư cũng không có khen. Ở khóa trước có một sư cô ngồi 10 tiếng đồng hồ, và sư hướng dẫn sư cô ấy đi tiếp các đề mục thâm sâu hơn. Tuy nhiên, sở dĩ ngồi được 10 tiếng đồng hồ là do định của vị ấy trở nên tốt đẹp. Khi định quý vị tốt, tự nhiên quý vị ngồi được lâu, chứ không phải mình cố mình ngồi lâu mà định mình không có. Nó khác. Đừng có nhầm lẫn nha. Một cái là hình thức, một cái là nội dung. Quý vị có nội dung, định quý vị tốt, tự nhiên quý vị ngồi được lâu. Chứ mình không cần phải diễn, cố diễn ngồi cho lâu mà định mình không có. Sư không cần cái kiểu ngồi đó. Nhớ giùm sư điều đó. Về tay, tay quý vị có thể để ở chỗ mà quý vị cảm thấy thoải mái. Để trên đùi cũng được, để chỗ lòng bàn chân cũng được, miễn làm sao quý vị có được sự thoải mái thôi. Nhớ tuyệt đối không ngồi bắt ấn. Khi chúng ta ngồi thiền, nhớ, sở dĩ ngồi được gọi là ngồi thiền bởi vì khi ngồi chúng ta có thực hành thiền. Còn khi chúng ta ngồi mà chúng ta không thực hành thiền thì chúng ta có ngồi 10 năm cũng không gọi là ngồi thiền. Cái tâm của mình nó phải tập trung vào đề mục thiền mới được gọi là ngồi thiền. Thành ra sư chỉ mới hướng dẫn quý vị ngồi, sư chưa hướng dẫn quý vị thiền. Bây giờ mới là thiền. Nhiều người nói với sư, con không biết thiền sao hết trơn, xưa giờ con không biết, chưa ai hướng dẫn con thiền. Ngồi thì cứ ngồi vậy thôi chứ không biết thiền sao. Thì cái tưởng từ bỏ đó nó hơi lạ. Bởi vì ít vị hướng dẫn. Nhưng mà chúng ta có thể áp dụng nó. Đó là gì? Khi chúng ta ngồi, quý vị niệm dùm sư trong đầu á, niệm dùm sư một chữ thôi, chữ buông. Cái việc niệm buông này nó không phải là một cái phương pháp thiền do sư Hạnh Tuệ tự chế ra, không có. Đây là phương pháp của Đức Phật. Quý vị niệm dùm sư trong đầu một chữ buông. 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 Buông không cần lý do. Buông tất cả mọi thứ. Chúng ta đã ôm quá nhiều gánh nặng rồi. Gia đình, bạn bè, công ăn, việc làm, gánh nặng, trách nhiệm, tất cả mọi thứ.
buồn. Giống như một người bỏ hết gánh nặng xuống, đặt hết toàn bộ gánh nặng xuống, buồn, buồn, buồn. Bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện trong đầu, buồn. Bất kỳ âm thanh nào xuất hiện trong đầu, buồn. Bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu, buồn. Ở đây không có cha, không có mẹ, không có những gánh nặng, không có những trách nhiệm, không có những lo lắng, không có những muộn phiền, buồn. Buồn không cần lý do, buồn không cần điều kiện, chỉ cần buông. Khi ngồi đó, niệm một chữ trong đầu duy nhất thôi, đó là chữ buông. Khi quý vị niệm buông, sẽ thấy rõ đầu của mình ấy, nó trở nên nhẹ nhàng, nó nhẹ hơn, nó giãn ra. Toàn thân của chúng ta trở nên nhẹ. Hãy niệm buông, buông, buông. Hãy làm sạch thân của mình, hãy làm sạch tâm của mình bằng cách niệm buông, buông, buông. Trong suốt quá trình ngồi thiền, trong đầu chỉ có một chữ buông. Không tưởng đến bất kỳ đối tượng nào khác, chỉ tưởng đến duy nhất một chữ buông. Đó là quý vị đang hành thiền. Khi ngồi, cơn đau xuất hiện, buông. Khi ngồi, một suy nghĩ nào xuất hiện, buông. Nếu như cơn đau nó quá đau, làm cho mình không còn tập trung được nữa, thì đứng dậy đi thiền. Nhớ, chỉ đi thiền khi không còn khả năng ngồi nữa. Tức là việc ngồi nó trở thành một việc đọa đày, làm cho tâm không thể tập trung vào đối tượng, thì đứng dậy đi thiền. Khi đi, trong đầu mình vẫn tiếp tục tập trung vào một chữ buông, như một người đang đi và buông bỏ tất cả gánh nặng sau lưng. Đi một bước buông, đi một bước buông. Mỗi bước đi là mỗi bước buông. Và nhớ, một khi đã đi thiền thì phải đi cho đến khi không đi được nữa thì mới được phép ngồi.
Và như vậy, quý vị thực hành phương pháp tưởng từ bỏ, hoặc nói một cách ngắn gọn, trong đầu chỉ có một chữ buông. Ngày hôm nay hãy thực hành buông hết tất cả mọi gánh nặng, tất cả mọi suy tư. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành thiền.